Tiền bạc tự đến với bạn, cách sống của bạn tràn ngập tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã bao giờ mơ ước sống trong một trạng thái mà tiền bạc không còn là mối lo toan, mà thay vào đó, nó đến với bạn một cách tự nhiên, tựa đề như dòng sông luôn chảy ra biển. Một cuộc sống mà sự thịnh vượng không chỉ là một giấc mơ xa hoa mà trở thành một phần hiện thực mỗi ngày. Bạn không phải theo nó mà thay vào đó, nó tự tìm đến bạn. Có phải bạn luôn tự hỏi làm thế nào những người thành công về mặt tài chính có thể đạt được điều đó, trong khi nhiều người khác lại luôn loay hoay trong sự khan hiếm? Chào mừng các bạn đến với video hôm nay, nơi chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá một bí mật đã tồn tại từ rất lâu nhưng ít người biết cách nắm bắt. Đó chính là trạng thái dòng chảy tiền bạc. Trạng thái này không chỉ giúp bạn thu hút cách một cách dễ dàng mà còn mở ra một cánh cửa mới để bạn tận hưởng cuộc sống một cách toàn diện. Qua video này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thế nào để bạn có thể thiết lập mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc, từ đó biến đổi thịnh vượng thành lối sống bền vững. Hãy chuẩn bị sẵn sàng một quy trình thay đổi tư duy, biến đổi hành động cuộc sống và khám phá những bí quyết để đồng bộ hóa cơ thể với dòng phát triển thịnh vượng của vũ trụ. Cùng bắt đầu nhé! 1. Dòng chảy tiền bạc. Để thực sự hòa mình vào dòng thịnh vượng và thu hút tiền bạc về phía mình, điều đầu tiên bạn cần làm là thay đổi nhìn nhận về tiền bạc. Vì coi tiền bạc chỉ là những con số trong tài khoản hay là công cụ trao đổi hàng hóa, hãy bắt đầu xem nó như một dòng năng lượng kết nối bạn với vũ trụ. Tiền bạc, giống như tất cả các nguồn năng lượng khác, có thể chuyển động, luân phiên chuyển đổi và tương tác với các tần số năng lượng khác. Và nếu bạn hiểu đúng về dòng chuyển này, bạn có thể tạo ra một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc, giúp nó lưu thông tin vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên và liên tục. Hãy tưởng tượng rằng tiền bạc là dòng nước nhảy trong một con sông. Nếu dòng sông đó bị ngăn cản bởi những tảng đá lớn hoặc rác thải, dòng sông sẽ bị gián đoạn, không thể nhảy đều. Tương tự như vậy, nếu tâm lý và tư duy của bạn chứa những rào cản như lo lắng, căng thẳng, nỗi sợ hãi về sự thiếu thốn hay những niềm tin tiêu cực đó tiền bạc khó kiếm, thì bạn đang cản trở dòng chảy của sự thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Những tư duy tiêu cực này cũng giống như những tảng đá lớn chắn ngang dòng sông, làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn dòng tài chính. Ngược lại, khi bạn bắt đầu điều chỉnh tư duy của mình theo hướng tích cực và thịnh vượng, bạn sẽ thấy rằng dòng tiền bạc sẽ trở nên tốt hơn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh bản thân để phù hợp với dòng năng lượng tự nhiên của vũ trụ. Bằng cách loại bỏ những rào cản trong tâm lý và thái độ của mình, bạn tạo ra không gian cho dòng chảy tài chính được lưu thông mà không gặp trở ngại. Hãy tưởng tượng dòng suối đó như một cơn gió nhẹ, chỉ cần bạn mở cửa đón nhận, nó sẽ tự nhiên thổi vào căn phòng của bạn. Việc điều chỉnh này không chỉ đơn giản là thay đổi suy nghĩ, mà còn yêu cầu sự thay đổi trong hành động và cảm nhận của bạn về tiền bạc. Thay vì cảm thấy áp lực hay căng thẳng về việc kiếm tiền, hãy thay đổi tư duy để nhận tiền bạc như một điều tự nhiên trong cuộc sống. Bạn cần tạo ra sự hài hòa giữa tư duy, hành động và cảm xúc của mình, giống như việc điều chỉnh một nhạc cụ để nó có thể phát ra những âm thanh trong trẻo nhất. Khi tháng tư của bạn đồng bộ với sự thịnh vượng của vũ trụ, dòng tiền bạc sẽ tự động chuyển về phía bạn. Một trong những bước quan trọng để điều chỉnh bản thân phù hợp với dòng tiền bạc là thay đổi niềm tin về sự giàu có và thịnh vượng. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực như tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi hay chỉ có kẻ may mắn mới giàu có. Thay vào đó, hãy tin rằng sự thịnh vượng là quyền lợi tự nhiên của bạn và vũ trụ luôn sẵn sàng mang lại cho bạn những gì bạn xứng đáng. Khi bạn thay đổi những niềm tin cũ kỹ này, bạn sẽ thấy rằng cách tiền bạc bắt đầu cuộc sống của bạn một cách dễ dàng và tự nhiên hơn. Ngoài ra, bạn phải hiểu rằng dòng tiền bạc không chỉ liên quan đến việc nhận, mà còn liên quan đến việc làm cho đi. Giống như dòng nước, tiền bạc cần được luân chuyển để duy trì sự sống. Nếu bạn chỉ biết giữ khư tiền bạc mà không biết cách sử dụng hoặc đầu tư, bạn đang làm gián đoạn dòng chuyển này. Thịnh vượng thực sự không chỉ là việc kiếm tiền mà còn là khả năng quản lý và sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan. Điều này có nghĩa là bạn cần học cách tiêu tiền một cách có ý nghĩa, đầu tư vào những thứ mang lại giá trị dài hạn và luôn giữ cho dòng tiền được lưu thông tin. Vậy làm thế nào để bạn có thể điều chỉnh bản thân cho phù hợp với dòng tiền bạc? Đầu tiên, hãy thay đổi cách bạn nhận tiền bạc. Hãy coi nó như một nguồn năng lượng mà bạn có thể tương tác, không phải là một thứ cố định hay khó khăn để đạt được. Hãy bỏ những thứ tư duy tiêu cực và thay thế chúng bằng những niềm tin tích cực về sự thịnh vượng. Hãy hành động một cách khôn ngoan, biết cách nhận và cho đi, để dòng tiền bạc luôn luân chuyển một cách tự nhiên và bền vững trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đạt được sự đồng bộ giữa tư duy, cảm xúc và hành động của mình với dòng tiền bạc, bạn sẽ thấy rằng sự thịnh vượng không chỉ là một giấc mơ mà là hiện thực mà bạn có thể đạt được. Và quan trọng hơn, bạn sẽ nhận ra rằng việc kiếm tiền và duy trì sự giàu có thực sự chỉ là một phần của quá trình điều chỉnh cơ thể để phù hợp với dòng chuyển động tự nhiên của vũ trụ. 2. Tư duy và sự thu hút tiền bạc.
Một trong những bước quan trọng nhất để mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có và thịnh vượng là điều chỉnh tư duy của bạn. Ý kiến của bạn chính là nền tảng cho việc thu tiền bạc và thành công tài chính. Nếu bạn vẫn còn sống trong tâm lý khan hiếm, luôn lo sợ về sự thiếu cứng và khó khăn, bạn sẽ khó có thể thu hút được giàu tài chính mà bạn mong muốn. Ngược lại, khi bạn biết cách điều chỉnh tư duy theo hướng phong phú, bạn không chỉ thu hút tiền bạc mà còn tạo ra một dòng chuyển động liên tục, giúp bạn đạt được những mục tiêu tài chính lớn lao. Hãy bắt đầu từ việc thay đổi cách bạn nghĩ về sự giàu có. Vì nghĩ rằng tài sản và cơ hội chỉ dành cho một số ít người may mắn hoặc những người giàu có sẵn, hãy tin rằng số tiền giàu có đã có sẵn và không có giới hạn. Vũ trụ có đủ tài nguyên cho tất cả mọi người, và bạn xứng đáng có một phần trong đó. Sự giàu có không phải là một điều xa xỉ, mà là thứ bạn hoàn toàn có thể thu hút vào cuộc sống của mình nếu bạn có tư duy đúng đắn. Một trong những yếu tố cốt lõi của tư duy phong phú là niềm tin vào khả năng của bản thân. Bạn cần phải tin rằng bạn xứng đáng với sự thành công và thịnh vượng. Điều này không chỉ là bạn cảm thấy mình xứng đáng mà còn là việc bạn thực sự tin tưởng vào khả năng của mình để tạo ra và duy trì sự thịnh vượng. Khi bạn thực sự tin tưởng vào điều này, bạn sẽ thấy những cơ hội tài chính bắt đầu xuất hiện một cách bất ngờ và những rào cản mà trước đây chắc chắn sẽ không thể vượt qua sẽ làm tăng biến mất. Một chìa khóa quan trọng khác để điều chỉnh tư duy và thu hút sự giàu có là xin biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ giúp bạn cảm thấy tốt hơn về những gì bạn đang có mà còn mở ra cánh cửa cho sự thịnh vượng. Khi bạn biết những gì bạn đang có, dù đó là những thứ nhỏ bé nhất, bạn đang gửi một tín hiệu tích cực ra vũ trụ mà bạn sẵn sàng nhận thêm nhiều hơn nữa. Đây là quy luật hấp dẫn. Những gì bạn tập trung và biết ơn sẽ trở nên giàu có hơn trong cuộc sống của bạn. Việc thực hành xin biết ơn cũng giúp bạn duy trì tư duy phong phú ngay cả khi đối mặt với những công thức thô và khó khăn tài chính. Đôi khi, cuộc sống mang đến cho họ những thử thách để kiểm tra sức mạnh và quyết tâm của họ. Trong những lúc giải quyết khó khăn này, việc duy trì tư duy tích cực và xin biết ơn sẽ giúp bạn vượt qua và mở ra những cơ hội tài chính mới. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn còn những điều mà bạn có thể biết ơn. Và khi bạn biết ơn, bạn sẽ tạo ra không gian để thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính. Một cách thực tế để rèn luyện tư duy phong phú và xin biết ơn là bắt đầu mỗi ngày bằng cách liệt kê ít nhất 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Đó có thể là sức khỏe của bạn, gia đình, cơ hội học tập, hoặc thậm chí là một bữa sáng cà phê. Việc tập trung vào những điều cực tích sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới với năng lượng cực tích, thu hút thêm nhiều điều lành vào cuộc sống. Ngoài ra, hãy luôn nhắc nhở bản thân về những thành vật và những tiến bộ mà bạn đã đạt được, dù nhỏ bé đến đâu. Khi bạn nhận được công thức và đánh giá cao những điều này, bạn sẽ dễ dàng thu hút thêm nhiều tài sản và cơ hội tài chính. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải rèn luyện khả năng duy trì tư duy phong phú qua những thói quen của cuộc sống. Điều này có nghĩa là bạn cần phải giữ niềm tin vào sự giàu có ngay cả khi đối mặt với những rủi ro về tài chính hoặc thất bại tạm thời. Những khó khăn chỉ là một phần trong hành trình đạt đến sự giàu có, và chúng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thành công. Quan trọng là bạn phải duy trì một tâm lý tích cực và không để những thử thách đó làm lung lay niềm tin của mình. Một cách hiệu quả để vượt qua những công thức này là xây dựng một mạng hỗ trợ tích cực xung quanh bạn. Hãy tìm kiếm và gắn kết với những người có cùng tư duy phong phú, những người luôn động và hạn chế bạn tiến lên. Khi bạn bao quanh mình bằng những người có cùng quan điểm, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giữ vững tư duy tích cực và vượt qua những thử thách mà cuộc sống mang lại. Đồng thời, bạn cũng có thể học hỏi những người này cách họ duy trì tư duy phong phú và thu hút sự giàu có trong cuộc sống của họ. Hãy nhớ rằng tư duy phong phú không chỉ là một trạng thái tâm lý nhất thời mà là một lối sống. Khi bạn duy trì tư duy này trong suốt cuộc đời, bạn sẽ thấy rằng những cơ hội tài chính và sự thịnh vượng sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và liên tục. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn linh hồn mở rộng, sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành và luôn biết ơn những gì bạn đang có. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ không chỉ thu hút tiền bạc mà còn thu hút một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa và hạnh phúc. Vì vậy, để thu hút sự giàu có vào cuộc sống của bạn, hãy bắt đầu từ việc điều chỉnh tư duy, tin tưởng vào khả năng của bản thân và thực hành xin biết ơn hàng ngày. Khi bạn thay đổi cách nghĩ về tiền bạc và sự thịnh vượng, bạn sẽ mở ra cánh cửa cho những cơ hội tài chính lớn hơn bao giờ hết. Và điều quan trọng nhất, bạn sẽ tạo ra một cuộc sống giàu có không chỉ về tiền bạc mà còn về tinh thần và ý nghĩa. 3. Các bước thực tế để đạt được sự thịnh vượng. Bước vào dòng chảy của sự thịnh vượng không chỉ dựa vào tư duy phong phú và xin biết ơn mà còn yêu cầu áp dụng những kỹ thuật thực tế để biến những lý thuyết đó thành hiện thực. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và tin mạnh mẽ vào khả năng của bản thân. Để thực sự đồng bộ với đường bay của các vũ trụ, bạn cần phải có một số bước thực tế giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình. Một trong những kỹ thuật quan trọng nhất là hình dung, trực quan hóa.
Đây không chỉ là giấc mơ hay tưởng tượng hão huyền mà là cách để bạn thiết lập lại quá trình tâm trí của mình, đồng bộ với những gì bạn mong muốn. Hãy dành thời gian mỗi ngày để tưởng tượng bản thân bạn đã đạt được sự thịnh vượng mà bạn khao khát. Hãy cảm nhận trong từng chi tiết nhỏ, bạn đang sống ở đâu, bạn đang sử dụng số tiền đó như thế nào, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao khi bạn đạt được sự giàu có đó. Sự tăng trưởng mạnh mẽ không chỉ giúp bạn xác định mục tiêu mà bạn vẫn kích hoạt tiềm năng làm việc theo hướng dẫn đó. Điều quan trọng nhất, bạn cần tin rằng những gì bạn hình dung không chỉ là một giấc mơ xa vời mà là thực tế khả thi. Khi bạn càng tin tưởng vào hình ảnh của sự giàu có mà bạn đã hình dung, bạn sẽ tạo ra một liên kết chặt chẽ hơn với dòng thịnh vượng của vũ trụ. Vũ trụ luôn đáp ứng những gì bạn gửi vào đó với sự tưởng tượng và minh chứng. Hãy tin rằng bạn đã có tất cả sự thịnh vượng mà bạn mong muốn, và khi niềm tin đó đủ mạnh, những cơ hội tài chính sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Ngoài công việc hình dung, một bước thực tế khác là loại bỏ các rào cản tài chính cũ. Nhiều người không nhận ra rằng chính niềm tin và tư duy tài chính cực đã ngăn cản họ đạt được sự giàu có. Bạn có thể đã đưa ra những suy nghĩ như tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi hoặc chỉ những người giàu mới có. Những niềm tin tiêu cực này không chỉ khiến bạn xa lánh tiền bạc mà còn làm bạn cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc kiếm tiền. Để thực sự đạt được sự thịnh vượng, bạn cần nhận diện và xóa bỏ những niềm tin tài chính tiêu cực này. Một cách để loại bỏ những niềm tin tiêu cực là thay thế chúng bằng những suy nghĩ tiêu cực và khẳng định. Vì nghĩ rằng tiền bạc là điều xấu, hãy bắt đầu nghĩ rằng tiền bạc là một công cụ giúp bạn cải thiện cuộc sống và mang lại sự tự nhiên. Hãy nhớ rằng tiền bạc tự nó không phải là tiêu cực hay tích cực mà nó chỉ là năng lượng. Cách bạn sử dụng năng lượng này mới quyết định điều đó là tốt hay xấu. Khi bạn coi tiền như một nguồn năng lượng có thể lưu thông và chuyển đổi qua bạn, bạn sẽ thấy mình dễ dàng thu hút tiền bạc hơn. Hãy học cách quản lý lượng tiền bạc một cách thông minh. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiền bạc chỉ là thứ tiêu dùng mà hãy nghĩ rằng nó là một nguồn lực bạn có thể đầu tư và sinh lời. Hãy bắt đầu với việc lên kế hoạch tài chính, quản lý chi tiêu hợp lý và bắt đầu tư vào các lĩnh vực mang lại lợi nhuận bền vững. Việc học cách quản lý tiền bạc không chỉ giúp bạn sử dụng tiền một cách khôn ngoan mà còn giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội tài chính hơn trong tương lai. Một bước quan trọng nữa là rèn luyện kỹ năng tài chính và phát triển bản thân. Để đạt được sự giàu có và vững chắc, bạn cần phải không ngừng học hỏi và phát triển. Hãy đầu tư vào kiến thức về tài chính, học cách đầu tư, quản lý rủi ro và phát triển kỹ năng kiếm tiền. Điều này có thể bắt đầu từ việc tham gia các khóa học đầu tư, đọc sách về tài chính cá nhân hoặc tìm kiếm các nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn nâng cao hiểu biết về cách hoạt động của dòng tiền. Bạn càng nắm vững kiến thức tài chính, bạn càng có thể quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả hơn và thu hút thêm nhiều cơ hội mới. Không chỉ vậy, bạn phải học cách xử lý nỗi sợ hãi về tiền bạc. Nỗi sợ thất bại tài chính là một trong những rào cản lớn nhất ngăn bạn đạt được sự giàu có. Khi bạn sợ mất tiền, bạn thường không thư giãn đầu tư hoặc không đón nhận những cơ hội tài chính lớn hơn. Để vượt qua nỗi sợ hãi này, bạn phải thay đổi cách nhìn nhận rủi ro, vui lòng nhận ra rủi ro như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và hiểu rằng bất kỳ ai cũng phải đối mặt với rủi ro khi muốn thành công. Điều quan trọng là bạn phải biết cách xử lý rủi ro bằng cách thông minh, thay vì nỗi lo sợ điều khiển bạn. Hơn nữa, việc xây dựng mạng lưới kết nối với những người thành công trong lĩnh vực tài chính là một yếu tố không thể bỏ qua. Khi bạn kết nối với những người có tư duy phong phú và kinh nghiệm trong công việc quản lý tiền bạc, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ. Họ có thể chia sẻ với bạn những trải nghiệm quý giá, những chiến lược đầu tư phi quan và những bài học từ quá trình hành động chính của họ. Đồng thời, khi bạn kết nối với những người giàu có, bạn sẽ tự nhiên thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính thông qua những mối quan hệ này. Một bước không thể thiếu là thực thi chiến đấu và tối ưu. Không có nhiều tiền đến qua đêm và không có dòng tiền nào chuyển động đều mà không có nỗ lực. Bạn cần phải chiến đấu trong quá trình này và luôn giữ cho mình một tinh thần nhất quán. Hãy tin tưởng rằng mỗi hành động nhỏ mà bạn thực hiện hàng ngày sẽ mang lại cho bạn kết quả gần hơn với mục tiêu tài chính của mình. Đừng để những thất bại nhỏ bé làm lung lay niềm tin của bạn. Khi bạn hiển thị và luôn giữ vững tinh thần nhất quán, sự giàu có sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và bền vững. Để đạt được sự thịnh vượng, bạn không chỉ cần thay đổi tư duy mà còn phải áp dụng những kỹ thuật thực tế. Hãy bắt đầu từ công việc hình dung, bỏ rào cản tài chính cũ, coi tiền là năng lượng, quản lý nó thông minh, rèn luyện kỹ năng tài chính, xử lý nỗi sợ hãi, xây dựng kết nối mạng lưới, và cuối cùng là thực thi chiến đấu và quán nhất. Khi bạn áp dụng những bước này vào cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng sự giàu có và thịnh vượng không chỉ là điều kiện thuận lợi mà là thứ hoàn toàn có thể đạt được. 4. Lòng biết ơn và sự thu hút tiền. Lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc tạm thời, mà là một sức mạnh mẽ có khả năng biến đổi cuộc sống của bạn. Để thu hút tiền và thịnh vượng vào cuộc sống, xin biết ơn phải trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí và trái tim bạn.
Khi bạn thực sự biết ơn những gì mình đã có, bạn đang mở ra một cánh cửa rộng lớn để cho những điều tốt đẹp khác đến với mình. Hãy thử hình dung một ngày của bạn. Bạn thức dậy, nhìn thấy ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, và trong khoảnh khắc đó, bạn cảm nhận được lòng biết ơn vì có một ngôi nhà ẩn náu, một giường ấm áp để ngủ. Bước ra ngoài, bạn cảm nhận được hơi thở trong gió của không khí, và một lần nữa, xin biết ơn lại tràn đầy khi bạn nhận ra rằng bạn còn sức khỏe để sống, để làm việc và để yêu thương. Sự biết ơn không chỉ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn mà còn có tác động sâu sắc đến cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh. Khi bạn sống trong lòng biết ơn, bạn sẽ giải quyết mở ra không gian để nhận thêm những cơ hội mới bắt đầu xuất hiện và bạn trở thành một nam châm thu hút những điều tích cực. Ngay cả trong những lúc khó khăn, việc duy trì tư duy biết ơn giúp bạn tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường, từ đó đa số công thức thành bài học quý giá. Hãy thực hiện xin biết ơn một cách có ý thức mỗi ngày, dành một vài phút mỗi sáng để viết ra những điều bạn cảm thấy biết ơn trong cuộc đời. Đó có thể là một mối quan hệ ý nghĩa, một cơ hội mới trong công việc, hay đơn giản là công việc bạn có thể thưởng thức một bữa ăn ngon. Khi bạn sao chép lại những điều này, bạn không chỉ nhận được giá trị của chúng mà còn củng cố tâm trí của mình để tiếp tục nhận thêm nhiều điều nữa. Đừng quên rằng sự thịnh vượng không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn là trạng thái tâm hồn. Khi bạn sống trong dòng chảy của lòng biết ơn, bạn không chỉ thu hút tài chính mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm cuộc sống phong phú và đầy đủ. Bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp xuất hiện xung quanh bạn, từ những mối quan hệ ấm áp cho đến những cơ hội nghề nghiệp không ngờ tới. Xin biết ơn chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thịnh vượng. Hãy vui lòng biết ơn trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời của bạn, và bạn sẽ nhận ra rằng, với sự tin tưởng và tích cực, mọi thứ bạn mong muốn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và dễ dàng. Hãy sống với lòng biết ơn và để vũ trụ hướng dẫn bạn trên hành trình thu hút tiền và thịnh vượng trong cuộc sống của bạn. Bạn đã sẵn sàng bước vào dòng tiền bạc dồi dào chưa? Hãy bắt đầu từ tư duy, xin biết ơn và các bước thực tế mà chúng tôi đã chia sẻ. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi về chủ đề thành công và thịnh vượng.